Vân Khanh xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi mục Chính sự Việt Nam của đài truyền hình kalitoday.com được phát thanh và phát hình mỗi ngày, thêm về tình hình chính sự tại quê nhà, được trích từ báo kalitoday.com trong số ra mới nhất. Mời quý vị theo dõi bản tin Đắk Lắk chính quyền muốn bịt miệng báo chí trong vụ 500 giáo viên bị mất việc. Theo báo Kali Today, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có công văn gửi cho Ban tuyên giáo Trung ương đề nghị chỉ thị cho báo chí không được tiếp tục đưa tin về vụ 500 giáo viên ở tỉnh này bị mất việc. Theo Ban tuyên giáo tỉnh ủy Đắk Lắk, việc đưa tin về hoàn cảnh của 500 giáo viên sau khi bị cắt hợp đồng, đang phải vật vã mưu sinh, sẽ làm cho sự việc trở nên căng thẳng. Công văn do bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Đắk Lắk gửi đi. Sáng ngày 28 tháng 3, qua trao đổi với báo chí, bà Hòa cho biết có đề nghị ban tuyên giáo trung ương phải có quyết định thông tin cho báo chí về việc 500 giáo viên bị đuổi sau khi phải tốn một số tiền khá lớn để được vào làm hợp đồng tại các trường trên địa bàn huyện Rông Bắc. Theo Ban tuyên giáo tỉnh ủy Đắk Lắk, việc 500 giáo viên bị mất việc đang trở nên phức tạp vì nó liên quan ảnh hưởng đến rất nhiều người tại huyện Rông Bắc. Rất nhiều người chẳng những bị mất việc mà còn bị lừa đảo tiền bạc vì đã phải dùng một số tiền khá lớn để chạy trọt, hòng mong có chân vào biên chế. Cho đến nay, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đang cố giải quyết vấn đề nhưng vẫn chưa tìm được hướng. Theo bà Hòa, trong khi chính quyền đang cố tháo gỡ vấn đề, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể có liên quan, truyền thông báo chí không nên tiếp tục đưa tin nhằm không để cho các đối tượng xấu lợi dụng vấn đề làm phức tạp tình hình, gây mất an ninh trật tự. Thật khó biết được các đối tượng xấu mà ban tuyên giáo tỉnh ủy Đắk Lắk muốn nói đến là ai. Nhưng có một thực tế là 500 giáo viên bị mất việc tại huyện Rông Bắc đang rất vật vã mưu sinh khi đột nhiên họ bị đuổi việc sau một thời gian giảng dạy trên các trường trong huyện. Việc 500 giáo viên bị mất việc liên quan đến chủ trương tinh giản biên chế mà Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra từ nhiều năm qua. Do đó, 500 giáo viên là nạn nhân của chủ trương này. Theo Ban tuyên giáo tỉnh ủy Đắk Lắk, chỉ từ ngày 9 đến ngày 21 tháng 3, đã có đến 36 bài viết về việc 500 giáo viên mất việc. Theo bà Hòa, trong số đó có nhiều bài giật tít không đúng nội dung, gây hiểu lầm. Sự việc đang trở nên rất căng thẳng tại tỉnh Đắk Lắk, tạo áp lực rất lớn cho lãnh đạo trong việc đưa ra các quyết định để giải quyết vấn đề. Do đó, bà Hòa muốn báo chí không được tiếp tục đưa tin để cho dư luận chìm xuống, để sự việc ở tỉnh Đắk Lắk bớt phần căng thẳng. Như đã nói ở trên, việc 500 giáo viên đang dạy học bỗng nhiên bị mất việc không phải vấn đề riêng tỉnh Đắk Lắk, mà sắp tới đây sẽ còn diễn ra ở các tỉnh thành khác nữa, vì nó liên quan đến chủ trương tinh giản biên chế mà Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra và yêu cầu các tỉnh phải thực hiện. Sở dĩ có điều này là ngân khố của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cạn kiệt. Từ nhiều năm qua, chỉ biết đi vay mượn để giúp duy trì bộ máy. Chẳng những vậy, vay được bao nhiêu thì đảng viên, lãnh đạo đục khoét hết bấy nhiêu, từ đó dẫn đến nợ nần chồng chất. Sự việc 500 giáo viên bị mất việc đã không còn là vấn đề riêng của tỉnh Đắk Lắk. Ngày 26 tháng 3, ông Nguyễn Tiến Thành, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, đã có công văn yêu cầu tỉnh Đắk Lắk
phải khẩn trương kiểm tra, rà soát và sớm được bản phúc trình về sự việc gửi lên để tìm phương án xử lý. Cũng liên quan đến sự việc xử lý các cá nhân, tập thể liên quan đến sự việc, sáng ngày 28 tháng 3, Công an huyện Rong Park đã bắt giam ông Huỳnh B., hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ngô Mây, xã Vụ Bổn, huyện Rong Park, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Huỳnh B., với cương vị là hiệu trưởng, đã nhận tiền chạy việc của rất nhiều người, nhưng sau đó chẳng thể bố trí họ giảng dạy được. Chưa hết, ông này còn lợi dụng chức vụ để ăn chặn tiền lương của các giáo viên dạy hợp đồng nơi ông là hiệu trưởng. Quý vị vừa theo dõi bản tin Đắk Lắk, chính quyền muốn bịt miệng báo chí trong vụ 500 giáo viên bị mất việc. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể theo dõi mục này nhiều hơn trên làn sóng Radio Phố Đêm 1500 AM mỗi ngày từ 1 đến 5 giờ chiều và từ 4 đến 11 giờ tối tại miền Bắc California, và quý đồng hương tại thành phố Seattle và các thành phố phụ cận cũng có thể nghe trên Radio Seattle ngày nay trên làn sóng 1540 AM từ 1 đến 4 giờ chiều mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. Ngoài ra, quý vị cũng có thể nghe lại bất cứ lúc nào trên trang mạng truyền hình calitoday.com.